Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 224, tâm loạn như ma. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Chính vì các ngươi suốt ngày hồn nhập tiên cung xa lánh ta, buộc ta phải chọn con đường thân nhập tiên cung. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng may nhờ có các ngươi, đặc biệt là gia hỏa Ninh Chuyết kia đã giúp ta mở ra một vùng trời mới. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu nữ nghèo rất mùng tơi. Đợi sau này ta thành tựu đại sư rồi, đứng ở trước mặt từ trên cao nhìn xuống các ngươi, ta rất mong chờ vẻ mặt kinh ngạc của các ngươi khi đó. Ninh Tiểu Tuệ càng nghĩ càng phấn khích. Nàng ta cảm thấy cuộc sống của mình thật tốt đẹp, tràn đầy hy vọng. Đặc biệt là cách đây không lâu, nàng ta còn nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ tu sĩ Kim Đan Chu Huyền Tích, dốc toàn lực giành lấy chức vụ liên quan tới Sử Ký Đình. Ninh Tiểu Tuệ vui vẻ nhận lệnh. Chỉ cần ta hoàn thành việc này, ta nhất định sẽ được lão tổ Kim Đan nhà ta thưởng thức, lọt vào mắt xanh của các vị lão tổ Kim Đan. Thế nhưng trong mắt của các vị lão tổ Kim Đan hiện tại, bao gồm cả Chu Huyền Tích trong đó, đều chỉ có mỗi một mình Ninh Chuyết. Điều mà hắn suy đoán trước đó không sai. Trước khi rời đi, Chu Huyền Tích đã âm thầm bố trí thủ đoạn giám sát ở trên người và trong tiểu viện của hắn. Sau khi Chu Huyền Tích và lão tổ Kim Đan ba nhà thương lượng xong, các tổ sĩ Kim Đan ba nhà cũng đang âm thầm hành động, lần lượt ẩn nấp ở bên cạnh Ninh Chuyết. Bọn họ thi triển ra đủ loại thủ đoạn, bố trí giám sát bên người hắn, hoàn cảnh xung quanh, quan sát mọi lúc mọi nơi. Bọn họ chính là những thợ săn rình rập con mồi, ẩn mình xung quanh Ninh Chuyết, lặng lẽ chờ đợi người của phù thiên chủ mắc sai lầm. Trong tiểu viện của Ninh Chuyết, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của 6 vị lão tổ Kim Đan, Ninh Chuyết lấy ra đan dược nuốt xuống, tự mình chữa thương. Sau đó chỉnh đốn bản thân hoàn tất, hắn quay đầu nhìn trái nhìn phải. Trước mặt các vị lão tổ Kim Đan, hắn thi triển ra nhiều thủ đoạn pháp thuật dò xét, sau đó lại dùng các pháp khí trình sát, rồi lại điều khiển pháp trận kiểm tra. Kết quả cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì dị thường. Ninh Chuyết chỉ có tu vi luyện khí, cho dù sử dụng pháp khí chất lượng tốt, pháp trận cũng là cấp bậc trúc cơ đi chăng nữa, cũng không thể phát hiện ra tung tích của các vị lão tổ Kim Đan được. Hành động này của hắn rơi vào mắt của lão tổ Kim Đan, khiến bọn họ cảm thấy buồn cười, không kìm được mà phì lên một tiếng. Ninh Chuyết lại gọi hộ vệ ở bên ngoài vào. Những người này đều là tiền chấp sự cũ của Ninh gia, có tu vi cấp bậc trúc cơ kỳ. Hắn bảo bọn họ nghiêm túc canh giữ thật chặt chẽ xung quanh, lại hỏi những người này có ai khả nghi xuất hiện ở xung quanh hay không. Các hộ vệ đều đồng thanh trả lời, không có bất kỳ tình huống hay đối tượng khả nghi nào xuất hiện cả. Ninh Chuyết lại một mình đi vào trong mật thất dưới lòng đất. Hắn thở dài một hơi, lấy một quyển điển tịch về cơ quan thuật ra xem kỹ, vừa xem lại vừa cau mày. Cũng chỉ mới đọc qua một chút, hắn đã không có tâm tình đọc tiếp. Hắn lại đặt điển tịch sang một bên, đi đến chỗ bàn công cụ, bắt đầu mày mò các loại linh kiện cơ quan. Sau khi mày mò một hồi, Ninh Chuyết lại thở dài một hơi, đẩy tất cả linh kiện cơ quan này trên bàn ra. Rất nhiều linh kiện vung vẩy xuống dưới đất. Hắn đưa tay túm lấy đầu tóc của mình, dùng trán đập liên tục xuống mặt bàn, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn. Tiểu gia hỏa này tâm loạn rồi. 6 vị lão tổ Kim Đan nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy Ninh Chuyết vào phòng không yên, đọc sách không vào, nghiên cứu cơ quan thuật cũng không tập trung được, áp lực đối với tiểu tử này quá lớn. Ninh Chuyết đập cái chán rộng của mình đến đỏ bừng, sau đó buông tay, vất lực nằm vật xuống mặt bàn, nhắm chặt hai mắt giống như là đã chết vậy. Hắn giữ nguyên tư thế này rất lâu, sau đó bỗng nhiên mở to mắt, đột ngột ngồi bật dậy. Hắn lại tiếp tục vươn tay túm tóc, phát ra tiếng kêu đau đớn lần nữa. Nhưng lần này mới kêu không được bao lâu thì hắn lại đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trong mặt thất dưới lòng đất. Hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn đi tới đi lui, thi thoảng lại dừng lại ngửa mặt lên trời thở dài, thi thoảng lại thống khổ tru lên giống như là đang phát tiết, thi thoảng lại đỏ hoe đôi mắt, đi đến góc tường, lấy đầu đập vào vách tường mà không vận dụng bất kỳ pháp lực hộ thể nào. Các vị lão tổ Kim Đan im lặng nhìn cảnh này, có người cũng nhíu mày theo.
Ánh mắt của Chu Huyền Tịch hơi lóe lên, sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng lại dâng lên một tí đồng cảm. Áp lực của Ninh Chuyết còn lớn hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài của hắn. Những pháp thuật dò xét của hắn không có hiệu quả, nhưng trí tuệ của tiểu tử này đã nói cho hắn biết, bây giờ mình nhất định đang bị giám sát vô cùng nghiêm ngặt. Đặc biệt là trong số đó còn có một vị thần bộ nổi danh khắp cả nước. Mỗi một động tác, mỗi một câu nói của hắn bây giờ đều phải vô cùng hoàn hảo, không để lộ ra chút sơ hở nào, nếu không khó mà lường được hậu quả. Bức thư của Phí Tư được gửi đến chỗ Ninh Chuyết vào lúc chạng vạng tối. Hắn nhìn ngọc giản thư tín trong tay, do dự hồi lâu, sắc mặt liên tục biến hóa. Có ngưng trọng, có sợ hãi, có một chút phẫn hận, giống như đồng oán trách Phí Tư. Nếu không phải do ngươi, Ninh Chuyết ta đã không rơi vào kết cục này. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên đưa tay cầm ngọc giản thư tín lên. Hắn áp sát ngọc giản vào mi tâm mình, không ngừng truyền thần niệm vào bên trong đó. Sau khi xem nội dung xong bên trong thư tín, lúc này hắn thở dài, vẻ mặt đầy lo lắng, đặt ngọc giản trong tay xuống bàn. Hắn lại bắt đầu chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại ở trước bàn làm việc. Sau khi loanh quanh một hồi, Ninh Chuyết lấy ngọc giản trống không, bắt đầu vận chuyển pháp lực viết thư vào trong ngọc giản. Vậy mà hắn lại viết thư cho Ninh Tiểu Phàm, nói cho lão tổ Ninh gia biết hiện tại Phí Tư đã gửi thư cho hắn, hỏi chi tiết chuyện xảy ra lúc ban ngày. Ninh Chuyết không biết mình nên làm như thế nào cho đúng, cho nên cố ý viết thư để xin chỉ giáo. Ninh Tiểu Phàm rất nhanh đã nhận được bức thư. Nói chính xác hơn, từ lúc lão sớm nhìn thấy Ninh Chuyết viết thư, cũng đã đoán được nội dung bên trong là gì. Sau khi lão nhận được bức thư này, lập tức rót thần niệm vào bên trong, chỉ liếc mắt một cái đã có thể hiểu suy đoán của mình không sai chút nào. Ninh Tiểu Phàm không dám tự ý quyết, lại đưa thư cho Chu Huyền Tích cùng với các vị lão tổ kim đan khác. Rõ ràng Ninh Chuyết chỉ là một tên tiểu bối luyện khí, vậy mà một bức thư của hắn vừa mới gửi đến đã bị 6 vị tu sĩ kim đan thay phiên nhóng đọc. Phần coi trọng như vậy cũng là chuyện hiếm có. Sau khi mọi người xem xong thì lại đồng loạt nhìn về phía Chu Huyền Tích. Vị Chu thần bộ nọ khẽ mỉm cười, tiểu tử Ninh Chuyết này thật đáng thương, hiện tại đã luống cuống tay chân rồi. Để cho nó hồi âm đi, cứ trả lời như bình thường là được. Nếu Phí Tư đã hoài nghi, muốn điều tra mục đích ta đến tìm Ninh Chuyết ngày hôm nay, vậy thì để cho tiểu tử kia nói thật, vừa hay có thể tiếp tục đánh rắn động cỏ. Chu Huyền Tích cần phụ thành chủ mắc sai lầm, tốt nhất là có thể phái thích khách đến ám sát Ninh Chuyết, để cho cả nắm được nhược điểm của đối phương. Lúc Phí Tư chủ động viết thư hỏi đến, kỳ thật gã đã có chút buồn chồn không yên, gã lo lắng Ninh Chuyết sẽ để lộ ra sơ hở. Dù sao đối với lão hồ ly như Phí Tư, tiểu tử trẻ người non dại như hắn rất dễ bị nhìn thấu. Sau khi suy nghĩ kỹ, gã quyết định để Ninh Chuyết nói thật. Dù sao thì cuộc trò chuyện của gã với Ninh Chuyết trước đó cũng là do vị Chu thần bộ này cố ý sắp đặt. Lúc ấy, trên đường tiến tới tiểu viện của Ninh Chuyết, Chu Huyền Tích đã quyết định mục tiêu là muốn để cho phù thành chủ cảm nhận được áp lực đến từ phía mình. Trong phòng ngủ, Ninh Chuyết mặc dù đã nằm xuống trên giường nhưng lại liên tục trở mình, không tài nào ngủ được. Đột nhiên hắn nhận được thư truyền âm của Ninh Tiểu Phàm. Ninh Chuyết đột nhiên tỏ mắt, trên mặt khó nén về kích động, sau đó liền bị Ninh Tiểu Phàm cảnh cáo, bảo hắn chỉ cần biểu hiện ra như bình thường là được. Ninh Chuyết đi đến thư phòng, nhanh chóng ngồi trước bàn sách, tay cầm ngọc giản bắt đầu viết thư. Hắn làm đúng theo lời của Ninh Tiểu Phàm dặn dò, nói rõ ràng toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện của mình với Chu Huyền Tích. Nhìn chung bên trong thư có hai điểm rất trọng yếu, thứ nhất là viên đại thắng, thứ hai là chân kinh ma đạo. Ở phần cuối thư, Ninh Chuyết còn cố ý hỏi Phí Tư, ngài có biết gì về chân kinh ma đạo hay không? Từ sáng sớm, Phí Tư đã ngồi trước bản sách, bắt đầu xử lý các loại công việc lớn nhỏ trong thiên thành. Gã gần như không hề rời khỏi ghế ngồi, mãi đến khi trăng tà, gã mới coi như xử lý xong xuôi mọi việc. Đương nhiên đến ngày mai, thậm chí là ngay trong đêm nay, sẽ lại xuất hiện những công việc mới. Triều huyền lệnh vừa mới được ban bố, hòa thị thiên thành đã tràn ngập người từ nơi khác đến. Điều này đã gây áp lực rất lớn cho phủ thành chủ trong việc quản lý thiên thành. Nếu không phải Phí Tư và Chỉ Đôn toàn lực làm việc, bận đến tối mắt tối mũi, thì trong thành bây giờ đã sớm hỗn loạn rồi. Phí Tư đặc biệt chú ý đến hành động của Chu Huyền Tích. Một mặt Chu Huyền Tích là người của vương thất, hơn nữa hiện tại đã xác định gã chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của phủ thành chủ trong việc tranh đoạt dung nham tiên cung. Mặt khác, lần này Chu Huyền Tích công khai đến tìm Ninh Chuyết, khi thế hùng hổ, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện quan trọng nào đó.
người của Hòa Thị Thiên Thành gần như đang đều bàn tán về chuyện này. Là người thay mặt thành chủ xử lý sự vụ, đương nhiên Phí Tư càng muốn biết rõ ràng chân tướng sự việc hơn. Cân nhắc đến mối quan hệ cá nhân thân thiết với Đình Chuyết, cái liền viết một phong thư bằng ngọc giản trực tiếp hỏi vị thiếu niên trẻ tuổi của mình. Cuối cùng cũng hồi âm rồi. Phí Tư nhận lấy ngọc giản Đình Chuyết viết, lập tức truyền thần thức vào bên trong. Sau khi xem xong, sắc mặt của gã khẽ động. Chân kinh ma đạo ư? Tên là gì? Ta làm sao mà biết được chân kinh gì? Ngươi vậy mà còn hỏi ta? Phi Tư đặt ngọc giản trong tay xuống, nhíu mày suy tư. Chân kinh ma đạo, chẳng lẽ là công pháp của Tam Tông Thượng Nhân? Phi Tư nghĩ đến Tam Tông Thượng Pháp, nghĩ đến cuộc trò chuyện của Mông Vị với mình trước đây, nghĩ đến suy đoán của Phu Tình Chủ về công pháp trúc cơ bá đan điển. Nếu bản chân kinh ma đạo này chính là một trong những công pháp trúc cơ bá đan điển, tương ứng với ngũ hành khí luật quyết. Như vậy, nếu có được bản chân kinh này, quả thật có trợ giúp rất lớn trong việc thăm dò tiên cung, đoạt lấy vị trí cung chủ. Chẳng trách Chu Huyền Tích lại vội vã bay qua đó như vậy, rõ ràng là đang gây áp lực cho Ninh Chuyết, ép hắn phải giao ra chân kinh ma đạo. Nhưng Chu Huyền Tích làm sao có thể biết được hắn lấy manh mối về chân kinh ma đạo từ đâu ra? Dù sao gã cũng là quân sư của Phù Thành Chủ, mà Chu Huyền Tích lại đến từ vương thất Nam Đậu Quốc, là sứ giả do chính vương thất phái đến. Chính bởi vì Phí Tư vẫn luôn thầm chú ý, cho nên gã rất kỳ quái đối phương đã lấy ra manh mối từ đâu. Gần đây Chu Huyền Tích dẫn theo tu sĩ Kim Đan ba nhà công khai đi sâu vào trong lòng núi lửa thăm dò. Chẳng lẽ sâu trong lòng núi lửa Hỏa Thị Sơn đã có được manh mối của chân kinh sao? Phí Tư mang theo nghi vấn này đi đến đỉnh núi lửa cầu kiến Phù Thành Chủ Mông Vị. Gã hỏi Mông Vị về vấn đề này, dù sao thành chủ nhà mình vẫn luôn tọa trấn trên đỉnh núi Hỏa Thị Sơn, hẳn là tương đối rõ ràng về hành tung của đám người Chu Huyền Tích. Mông Vị có biết được một hai, y liền lập tức nói cho Phí Tư biết về chuyện cơ quan bà tướng. Phí Tư thầm kinh hãi trong lòng, lần này lão tổ Ninh gia hy sinh thật lớn. Chương 225, lời đồn đại. Phí Tư bừng tỉnh đại ngộ, vậy thì mọi chuyện đều trùng khớp rồi. Sau đó gã thuật lại chi tiết mọi chuyện cho Mông Vị nghe. Vị thành chủ đại nhân nọ trầm ngâm nói, công pháp trúc cơ ba đan điền nhất định sẽ có ích rất lớn cho tôn nhi Mông chủng nhà ta. Bản chân kinh ma đạo này nên do Phủ Thành Chủ chúng ta canh giữ nghiêm mật mới phải. Nếu như không may bị truyền ra ngoài, rơi vào trong tay của tà ma ngoại đạo, không biết sẽ khiến bao nhiêu sinh linh đổ thán. Phí Tư, dốc toàn lực đi làm, tìm cho ra bản chân kinh này. Mông Vị trực tiếp hạ lệnh, Phí Tư mang theo mệnh lệnh mới trở lại Phủ Thành Chủ. Gã ngồi ở trước bàn sách trầm tư. Rốt cuộc chân kinh ba đạo đang ở đâu? Người đầu tiên gã nghi ngờ chính là Ninh Chuyết. Tiểu tử Ninh Chuyết này dạ tâm bừng bừng, lúc trước chính là hắn dẫn đầu một tay diệt trừ Viên Đại Thắng. Lúc đó hắn tích cực đối phó với Viên Đại Thắng, đối phó với Hầu Đầu Bang như vậy, chẳng lẽ thật sự chỉ vì sinh ý của cơ quan Hỏa Bạo Hầu sao? Hoặc có thể nói hắn đã sớm thông qua con đường nào đó vô tình biết được bí mật Viên Đại Thắng sở hữu chân kinh. Trong Hỏa Thị Tiết, hắn còn chủ động xin ta lệnh bài thân phận. Về trong chuyện này, có phải tồn tại thành phần lợi dụng ta hay không? Thế nhưng nếu như trên người Viên Đại Thắng có chân kinh, sau khi nó chết, chân kinh hẳn là sẽ lộ ra bên ngoài, truyền vào vật dẫn thích hợp nhất ở phụ cận. Trước khi Viên Đại Thắng chết, Ninh Chuyết và Viên Nhị đều có mặt ở chỗ này. Nếu chân kinh lộ ra ngoài, hai người này nhất định là người biết chuyện, cũng là người được lợi lớn nhất. Có khả năng bọn họ đã âm thầm đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Chờ một chút, Phí Tư nghĩ tới đây, sắc mặt hơi đổi. Bởi vì gã nhớ tới không lâu sau đó, Viên Nhị đã bị ám sát bỏ mình. Còn cơ nghiệp Hầu Đầu Bang mà phụ thân y vất vả gây dựng nên, cô bị Ninh Chuyết trực tiếp thâu tóm. Chẳng lẽ là do Ninh Chuyết và Viên Nhị phân chia lợi ích không đều, cho nên người trước đã giết người sau diệt khẩu? Ninh Chuyết hoàn toàn chính xác có hiểm nghi, đồng thời không có bao nhiêu hiểm nghi. Phi Tư suy nghĩ sâu xa, lý do gã có suy đoán như vậy là vì Chu Huyền Tích có năng lực phân biệt lời nói dối rất mạnh. Ninh Chuyết chẳng qua chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 3, không thể nào qua mặt được Chu Huyền Tích. Ồ, nhưng hiện tại hắn đã có được ngũ hành khí luật quyết từ tầng 4 tới tầng 6, e rằng chậm nhất cũng đã đạt tới luyện khí tầng 4 rồi. Nhưng mà điều này cũng không có gì khác biệt lắm, đều là luyện khí kỳ mà thôi, trừ khi hắn có kỳ chân dị bảo nào đó
mới có thể chống lại sự dò xét của chú Huyền Thích. Vi Từ nghĩ đến đây không kìm được mà lắc đầu. Khả năng này quá nhỏ. Dựa theo tâm tính của Ninh Chuyết, với dã tâm bừng bừng như thế, nếu trên người hắn có kỳ chân dị bào nào đó thì đã sớm nhảy nhót tưng bừng, sẽ không tới mức mười mấy năm qua vẫn bình thường, mãi tới năm nay 16 tuổi mới dần dần bộc lộ tài năng vì dung nham tiên cung. Hắn và ta có tâm tính giống nhau, là cùng một loại người. Hắn sẽ không thể nào nhịn được mười mấy năm. Phi Từ nghĩ trái nghĩ phải, vẫn không thể nào suy đoán ra manh mối gì. Nếu như đã không nghĩ ra, các liền trực tiếp hạ lệnh phái người phù thành chủ đi điều tra tin tức liên quan tới chuyện này. Có một điểm khiến gã cảm thấy nghi hoặc, đó chính là chú Huyền Tích rời đi đã cho Ninh Chuyết thời gian 3 ngày để hắn tự mình giải thích rõ ràng. Giải thích rõ ràng chuyện gì? Không thể nào giải thích rõ ràng ngay tại chỗ ư? Hay có thể nói chú Huyền Tích đã cân nhắc tới ảnh hưởng trên những phương diện khác? Dù sao thì Ninh Chuyết hiện tại đã khác xưa, là tu sĩ thiếu niên thiên tài nổi danh của Ninh gia. Đánh chó phải ngó mặt chủ. Chuyến đi sâu vào trong lòng núi Hỏa Thị Sơn, Ninh Tự Phàm quả thật đã bỏ ra rất nhiều, là người có công lao lớn nhất trong chuyến đi này của chú Huyền Tích. Chờ đã, Ninh Chuyết thăm dò dung nham tiên cung nhiều lần đạt được thành tích kinh người, chẳng lẽ bởi vì bản ma công này sao? Xuất phát từ điểm này mà nói, có lẽ hắn đã nắm giữ tu vi tinh hải rất thâm hậu rồi. Phí Tư mặc cho suy nghĩ của mình bay xa. Gã không phải là vị thần bộ đại nhân nọ, tùy ý phỏng đoán cũng không có gánh nặng tâm lý, lại không cần công nghệ chứng cứ gì. Bất kể thế nào, tăng cường điều tra là điều bắt buộc phải làm. Phí Tư phát hiện trong tay mình thiếu hụt điểm manh mối quan trọng. Tin tức vẫn còn quá ít, không đủ để gã đưa ra phán đoán chính xác. Rất nhanh, thế lực của phù thành chủ đã được gã điều động. Phí Tư một mặt phái người của phù thành chủ đi khắp nơi dò la tin tức, mặt khác lại phái mật thám điều tra tình hình thực tế của Ninh Chuyết. Một đêm trôi qua, các vị lão tổ kim đan đang trao đổi với nhau. Xung quanh tiểu tử Ninh Chuyết này có rất nhiều mật thám ẩn nấp trong bóng tối. Thời gian hắn quật khởi mới bao lâu, bên cạnh có mật thám của các thế lực khác ẩn nấp là chuyện rất đỗi bình thường. Có người cũng không tính là mật thám, nhiều nhất chỉ là bán tin tức ra ngoài mà thôi. Lòng trung thành của những thuộc hạ tụ tập ở bên cạnh Ninh Chuyết đối với hắn là có hạn, đặc biệt là những vị tiền chấp sự kia. Sở dĩ có thể bị chủ mạch Quang Minh chính đại đuổi đi, chính là bởi vì tay chân của bọn họ thường ngày không sạch sẽ, ít nhiều gì cũng có tham ô tham nhũng cho riêng mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa Ninh Chuyết và chú Huyền Tích? Các thế lực lớn nhỏ bên ngoài đều rất tò mò về chuyện này, đua nhau phái người đến dò hỏi. Rất nhiều tiền chấp sự nhân cơ hội này làm ăn buôn bán tin tức, bất kể là kẻ bán tin tức kiếm lời, hay là do người do tộc trưởng Ninh gia phái đến nằm vùng, hay là người đã thay lòng đổi dạ, bọn họ đều đang âm thầm hoạt động hết sức tích cực. Những người này tuyệt đối không thể biết được có tới 6 vị tu sĩ kim đan đang vây quanh Ninh Chuyết bày binh bố trận. Mọi hành động của họ đều bị những tu sĩ kia nhìn thấy rõ ràng. Trong những người này, tu vi cao nhất cũng chỉ có trúc cơ, căn bản không thể phát hiện ra đủ loại thủ đoạn của các vị lão tổ kim đan được. Tên Ninh tướng quốc kia có vấn đề lớn nhất. Lúc tiến hành trao đổi, chủ Huyền Tích nói với tu sĩ kim đan của ba nhà như vậy. Ninh tướng quốc là mật thám của phù thành chủ, năm đó y bị Phí Từ đích thân thu phục, là một trong những người đắc lực nhất của gã trong việc dò la tin tức của Ninh gia. Lúc trước khi Ninh Chuyết phát động tấn công Ninh Hiểu Nhân, đã từng chủ động cầu cứu Phí Từ. Phí Từ liền âm thầm hạ lệnh để Ninh tướng quốc tự mình ra mặt tham gia hành động, nhân cơ hội ẩn núp ở bên cạnh hắn. Trong quá trình thiếu tộc trưởng Ninh gia bị rơi đài, Ninh tướng quốc quả thật đã phát huy tác dụng không nhỏ. Sau đó Ninh Chuyết trưởng khống chợ đen, Ninh tướng quốc cũng đảm nhiệm chức vụ rất quan trọng trong đó. Mọi công việc y đều làm rất xuất sắc. Thế nhưng thân phận của y đã sớm bị Ninh Chuyết phát hiện. Thần thông nhân bệnh huyền ti của hắn ở mức độ nào đó có thể kiểm tra được mức độ trung thành của thuộc hạ đối với mình. Ninh Chuyết vẫn luôn nhẫn nhịn không phát tác, chỉ là an bài cho Ninh tướng quốc làm những công việc nặng nhọc hơn, để y có thể phát huy hết năng lực của bản thân. Loại an bài như vậy của Ninh Chuyết đến lúc này lại vô tình phát huy tác dụng vô cùng xảo diệu. Đám người Chu Huyền Tích không khỏi hiểu lầm. Phủ thành chủ phái Ninh tướng quốc đến dò la tin tức bảo vật là đang chuẩn bị cho bước kế tiếp cho quá trình ám sát sao? Lão tổ kim đan của ba gia tộc sau khi biết được tin tức về Ninh tướng quốc đều không thể tránh khỏi suy đoán như vậy. Hành động của Ninh tướng quốc lại khiến cho 6 vị tu sĩ kim đan này thêm phần căng thẳng. Bọn họ toàn lực cảnh giác, thế nhưng mãi cho tới tận buổi chiều hôm đó
vẫn không có dấu hiệu ám sát, mọi chuyện đều bình an vô sự. Các vị lão tổ kim đan không những không đợi được thích khách, ngược lại còn tiếp nhận một lời đồn đại. Lời đồn đại này lan truyền với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng truyền bá ra khắp toàn thành. Nội dung của tin đồn rất đơn giản, đó chính là tu sĩ thiên tài Ninh Tuyết của Ninh gia âm thầm nắm giữ một bản chân kinh ma công. Bản chân kinh ma công này có lai lịch không nhỏ, xuất xứ từ dung nham tiên cung, là công pháp do Tam Tông thượng nhân tự mình sáng tạo ra. Ninh Tuyết cũng dựa vào bản ma công này mà nhiều lần đạt được thành tích tốt trong việc thăm dò dung nham tiên cung. Mà Chu Huyền Tích đại nhân cũng chính vì phát hiện ra manh mối này, cho nên hôm qua mới gióng trống khua chiêng đến tìm Ninh Tuyết hỏi thăm tung tích của chân kinh nọ. Sao lại có lời đồn đại như vậy? Rốt cuộc là ai truyền ra ngoài? Có thể lan truyền nhanh chóng khắp toàn thành như vậy, người đứng sau tung tin đồn này không hề đơn giản. Các vị lão tổ kim đan đều cảm thấy có chút không đúng, người thấy mùi âm mưu vô cùng đồng đậm. Thế nhưng không một ai trong số bọn họ nghi ngờ Ninh Tuyết, bởi vì hắn từ hôm qua tới nay, bất kể là ăn uống ngủ nghỉ đều đã nằm trong tầm kiểm soát của họ. Thư tín duy nhất được truyền ra ngoài chính là hồi âm cho Phí Tư. Hơn nữa nội dung tin đồn này hiển nhiên là gây bất lợi cho Ninh Tuyết, sẽ không khiến người khác nảy sinh lòng tham đối với hắn. Là người bị hại trong lời đồn này, sao có thể chủ động truyền bá tin đồn như vậy chứ? Lời đồn đại được truyền đến tai những người khác, Ninh Tuyết có chân kinh ma đạo. Ninh Tiểu Tuệ nghe được lời đồn đại này, hai mắt của nàng ta trừng lớn, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng và chờ mong. Nếu thật sự như vậy thì quá tốt, đường đường là tộc nhân Ninh gia, là tu sĩ chính đạo, vậy mà lại dám vụng trộm tu luyện ma công. Mông Trùng thì lại vô cùng hứng thú với lời đồn như vậy. Tu luyện ngũ hành khí luật quyết, không cần liều mạng, không có cảm giác đau gì, vẫn là ma công thích hợp với ta hơn, tăng cường nhục thể, xông vào tuyến đầu, như vậy mới kích thích. Chu Trạch Thâm và Chu Trụ câu thông trao đổi, hai người đều cho rằng một phần nội dung trước lời đồn đại này là giả dối, nhưng cũng có một số bộ phận lại lộ ra tin tức chân thật. Điều này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó xử, không biết nên tin cái gì cho phải. Rất nhiều người đều tin rằng Ninh Tuyết thật sự nắm giữ một môn chân kinh ma đạo, thậm chí còn cố ý bịa đặt ra chứng cứ giả, chứng minh cho hắn thật sự là như vậy. Dương Thiền Ngọc đứng ở một nơi rất cao nào đó, nhìn xuống những mái nhà sàn sát phía dưới, thân thể nhỏ bé của Tôn Linh Đồng nấp trong bóng tối phía sau lưng nàng. Dương Thiền Ngọc chậm rãi mở mắt, vừa rồi nàng ta vẫn một mực thi triển pháp thuật, nghe lén âm thanh xung quanh. Lời đồn đại của chúng ta tung ra rất thành công, nhưng ta lại có chút hiếu kỳ. Thiếu niên thiên tài Ninh Tuyết của Ninh gia kia rốt cuộc đã đắc tội với người như thế nào mà khiến người phải hãm hại hắn như vậy? Tô Linh Đồng đã sớm có chuẩn bị từ trước, ý cười hì hì nói: ta đã chú ý đến gia hỏa Ninh Tuyết này từ lâu, hắn ta sẽ là một quân cờ rất hữu dụng. Đối với Dương Thiền Ngọc, Tô Linh Đồng không muốn cho nàng ta biết mối quan hệ thật sự giữa mình và Ninh Tuyết. Dù sau lần này y mời đối phương đến giúp đỡ, thực lực của bản thân rất khó có thể ước thúc nàng ta. Cho dù giữa y và nàng ta có hôn ước, thì hôn ước chẳng qua cũng chỉ là trói buộc các người họ mà thôi, không có quá nhiều trợ giúp đối với Ninh Tuyết. Nhỡ đầu Dương Thiền Ngọc biết được hành động lần này của Tôn Linh Đồng chỉ là vì muốn cứu Ninh Tuyết, nàng ta sẽ lập tức xác định đây chính là nhược điểm lớn nhất của y. Cho dù hiện tại không ra tay nắm thóp, thì tương lai cũng sẽ chắc chắn nảy sinh ý đồ đen tối. Tôn Linh Đồng vội chuyển đề tài: lời đồn đại cấp bậc này còn chưa đủ, tiếp theo chúng ta có thể tiếp tục tung ra lời đồn đại cấp bậc lớn hơn. Chương 226: Không hổ là Phí Tư. Lời đồn đại cấp bậc cao hơn đã ập đến. Nó kế thừa hoàn mỹ náo nhiệt của tin đồn lan truyền trước đó, khiến cho cả thành náo động. Bên trong lời đồn đại thứ hai này có rất nhiều chi tiết mới được hé lộ về việc thần bộ Chu Huyền Tích đã lần theo được manh mối chân kinh ma đạo thế nào. Tin đồn lan truyền rằng Chu Huyền Tích đã có được mộ của cơ quan ma tướng. Cơ quan này sở hữu chiến lược cấp kim đan, là một nhân ngẫu quý giá bị thất lạc từ dung nham tiên cung ra bên ngoài. Chân kinh ma đạo vốn được cất giữ ở bên trong thể nội của cơ quan ma tướng. Tuy nhiên sau đó khi có được nó, Chu Huyền Tích lại phát hiện ra chân kinh bên trong đã biến mất. Vì sở hữu năng lực truy vết cực mạnh, gã dựa vào manh mối trên cơ quan ma tướng, lần theo dấu vết đến tìm viên đại thắng của Hầu Đầu Bang. Gã nghi ngờ viên đại thắng từng tiếp xúc với cơ quan ma tướng này vào nhiều năm trước, đã nhân cơ hội đánh cắp đi chân kinh ma đạo. Thế nhưng viên đại thắng đã chết từ lâu, thi thể của nó đã rơi vào tay của Ninh Tuyết. Điều này có nghĩa là chân kinh ma đạo vốn thuộc về viên đại thắng, giờ đây đã nằm trong tay vị tu sĩ thiên tài Ninh gia kia. Uy lực của tầng tin đồn thứ hai này còn lớn hơn tầng trước rất nhiều,
Một mặt là bởi vì nó có liên quan tới chú Huyền Tích, cả chính là một vị tu sĩ kim đan cao cao tại thượng, lại là thành viên của hoàng tộc, giữ chức thần bộ của thần bộ ti, thân phận cao quý, danh vọng vang xa, là một nhân vật tầm cỡ như vậy bị lôi vào, đương nhiên sẽ khiến người ta bàn tán xôn xao. Mặt khác, tin đồn lần này nghe có vẻ rất thật, nhiều chi tiết được miêu tả vô cùng kỹ lưỡng, có thể khiến cho người ta tin tưởng. Lời đồn đại này vừa truyền ra, một số tu sĩ đã muốn đi bái kiến chú Huyền Tích để xác nhận tính chân thực của nó. Chú Huyền Tích không trực tiếp phủ nhận, nhưng cũng chẳng lên tiếng đính chính. Loại thái độ mập mờ này khiến nhiều người sau khi suy đoán cẩn thận đều ngầm hiểu ra điều gì đó. Chú Huyền Tích cùng với lão tổ kim đan của ba nhà âm thầm trao đổi với nhau. Họ cũng đang tiến hành thảo luận và suy đoán xem rốt cuộc là kẻ nào đã tung ra tin đồn này. Ninh Tiểu Phàm siết chặt nắm đấm, phẫn nộ nói: "Còn có thể là ai? Nếu không phải là một trong số chúng ta thì chắc chắn là người của phủ thành chủ. Lúc đó đã thông báo cho Mông Vị biết việc chúng ta đoạt được cơ quan ma tướng từ Vương Đỉnh Ma Viên. Mông Vị là tu sĩ nguyên anh, y rất có thể đã biết được mọi chuyện xảy ra trong Vương Đỉnh." Trịnh Song Câu có chút nghi hoặc nói: "Ta có chút không hiểu, vì sao phải công khai tuyên bố chuyện liên quan tới chân kinh ma đạo như vậy? Nếu ta là bên phía phủ thành chủ, nhất định sẽ âm thầm điều tra tình báo, sau khi xác nhận thì phái sát thủ đắc lực trừ khử Ninh Chuyết cho xong chuyện. Công khai những chuyện này ra rốt cuộc là có mục đích gì?" Chu Lộc Ảnh khẽ mỉm cười: "Rất hiển nhiên bọn chúng đang muốn rửa sạch hiểm nghi, bởi vì một khi Ninh Chuyết bị ám sát về sau, bọn chúng rất khó sẽ đổi lỗi cho người của ma đạo nghe theo tin đồn muốn cướp đoạt chân kinh ma đạo từ trên tay của Ninh Chuyết, cho nên mới liều lĩnh động thủ. Phù thành chủ trước tiên khuấy động nước, sau đó nhân cơ hội phái một tên sát thủ cường đại đến lấy mạng Ninh Chuyết. Cho dù sát thủ bị chúng ta bắt giữ, sau này chứng cứ chỉ về phía phủ thành chủ, bọn chúng vẫn có thể một mực chối cãi, nói rằng chuyện không liên quan gì tới mình, hoàn toàn chỉ là hành động cá nhân của sát thủ, sau khi bị bắt mới cố tình vu oan giá họa cho bọn chúng mà thôi. Thực ra đây là thủ đoạn quen thuộc của rất nhiều thế lực lớn." Chu Lộng Ảnh bổ sung thêm câu cuối. Các vị lão tổ kim đan đều rơi vào trầm mặc, tất cả đều cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình đang đè nặng. "Không hổ là phí tử." Có người thở dài nói ra tiếng lòng của mọi người. Trong suy nghĩ của họ, phí tử hiển nhiên đã ý thức được bên phía Ninh Chuyết có khả năng tồn tại cạm bẫy. Vậy phương pháp xử lý của hắn là gì? Chính là mặc kệ có cạm bẫy hay không, hắn đều sẽ tiên hạ thủ vi cường, trước tiên trưởng không thái độ của công chúng. Còn chưa tiến hành ám sát Ninh Chuyết đã bắt đầu xóa bỏ hiểm nghi cho phía phủ thành chủ. Thật sự là cao tay, thật sự là khó đối phó. Đó là cảm nhận lớn nhất của Chu Huyền Tích đối với phí tử từ lời đồn đãi thứ hai được phát tán. Ngoài việc rửa sạch hiểm nghi, hắn còn có một mục đích khác. Ánh mắt của Chu Huyền Tích trở nên sâu xa, các bất động thanh sắc quan sát biểu hiện của các vị lão tổ kim đan khác. Rõ ràng là trong số các tu sĩ kim đan ở đây, sắc mặt của lão tổ Ninh gia Ninh Tiểu Phàm là khó coi nhất. Lão đang phải chịu áp lực tâm lý cực kỳ lớn. Trong lòng Chu Huyền Tích cũng hiểu rõ đối phương đang lo lắng điều gì. Nếu như trong chúng ta xuất hiện nội gián, Ninh Tiểu Phàm là người có khả năng nhất. Không bởi vì hắn có nhược điểm, sợ ảnh hưởng tới danh vọng của bản thân, mà còn bởi vì Ninh Chuyết vốn là thiên tài tu hành của Ninh gia. Điều Chu Huyền Tích bận tâm chính là làn sóng tin đồn này rốt cuộc có phải xuất phát từ tay phủ thành chủ hay không. Các tu sĩ kim đan khác dường như đều ngầm thừa nhận điểm này, nhưng thân là thần bộ, Chu Huyền Tích chưa bao giờ tùy tiện kết luận khi chưa có chứng cứ xác thực. Nếu như làn sóng tin đồn này không phải do phủ thành chủ tung ra, vậy thì còn có thể là ai? Ai biết được ta đã có cơ quan ma tướng? Theo góc nhìn của Chu Huyền Tích, chỉ có hai nhóm người biết được việc này. Một là phủ thành chủ, nhóm còn lại chính là liên minh giữa gã và ba gia tộc còn lại. Sau khi suy tư một hồi, vị thần bộ đại nhân này nói với mọi người: "Hai làn sóng tin đồn liên tiếp lan truyền, rõ ràng là có kẻ đứng sau giật dây. Tình hình hiện tại đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải tăng cường bảo vệ cho Ninh Chuyết. Dù sao tiểu tử này là thiên tài tu hành của Ninh gia, như ta đã nói với Ninh Tiểu Phàm đạo hữu trước đó, ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ cho nó an toàn. Thế cho nên tiếp theo chúng ta sẽ chia thành hai nhóm, thay phiên nhau trông coi Ninh Chuyết. Mọi người sắp xếp thay phiên nhau đều sẽ do ta quyết định." Lời nói của gã khiến cho lão tổ kim đan rơi vào trầm tư. Mặc dù Chu Huyền Tích và tu sĩ kim đan của ba nhà đều đã ký kết khế ước, nhưng sự ràng buộc này không phải là tuyệt đối. Giống như kỹ thuật làm khóa và mở khóa trộm cắp,
Hai bên luôn thay phiên nhau phát triển, khế ước và thủ đoạn phản bội cũng là như vậy. Chu Huyền Tích không trực tiếp nói ra mối lo ngại về nội gián, gã chia 6 vị tu sĩ kim đan, bao gồm cả bản thân mình ra làm 3 đội, mỗi đội có 2 người, đảm bảo 2 vị tu sĩ kim đan của Chu gia Trịnh gia sẽ không cùng ở trong một đội, dùng chuyện này để đề phòng nguy cơ nội gián. Bấy giờ, trong tiểu viện của Ninh Chuyết. Cái gì? Thực sự có tin đồn như vậy sao? Ninh Chuyết kinh hãi kêu lên, hắn hiện tại không còn ngồi yên được nữa, lập tức đứng bật dậy, sắc mặt của hắn trắng bệch. Mặc dù cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi vẻ hoảng sợ. Hai tên tu sĩ trúc cơ của Ninh gia bẩm báo liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy từ phản ứng của Ninh Chuyết tin đồn này có lẽ là sự thật. Ánh mắt của Ninh Chuyết hiện rõ vẻ lo lắng bất an, tay bám chặt lấy bàn, sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn, vất tay đuổi hai tên tu sĩ trúc cơ của Ninh gia đi. Các người chú ý theo dõi tin tức, nếu có gì thay đổi lập tức báo cho ta. Hai tên tu sĩ trúc cơ của Ninh gia lui ra ngoài. Ninh Chuyết không nhịn được mà đưa tay lau mồ hôi trên trán. Trên trán của hắn bây giờ đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, vẫn cảm thấy cổ họng của mình khô khốc, liền cầm lấy ấm trà trên bàn, ngửa cổ uống ừng ực. Sau đó hắn lại ngồi xuống, kéo ngăn kéo ra, lấy một khối ngọc giản ở bên trong, bắt đầu dùng thần niệm viết lên đó. Đây lại là một bức thư cầu cứu, đích đến lại là Ninh Tiểu Phàm. Sau khi viết xong, Ninh Chuyết suy nghĩ một chút, lại lấy ra một khối ngọc giản khác. Vẫn là một bức thư cầu cứu, lần này là viết cho Chu Huyền Tích. Hai bức thư cầu cứu được gửi đi, rất nhanh đã đến tay Ninh Tiểu Phàm và Chu Huyền Tích. Nội dung bức thư đại khái giống nhau, đều đang kể lể mình vô tội, oan ức, cùng với vẻ hoảng sợ bất an của Ninh Chuyết. Ý chính đại khái như sau: vạn bối thật sự không lấy được chân kinh ma đạo môn nào cả. Vạn bối bị oan uổng, thật sự là vô tội. Vạn bối thật sự quá xui xẻo, thế mà lại gặp phải chuyện thế này. Chắc chắn là có người muốn hãm hại vạn bối, muốn cướp đoạt chân kinh ma môn. Bọn họ nhất định sẽ phải thất vọng. Cho dù bọn họ có giết vạn bối đi chăng nữa, cũng sẽ không lấy được chân kinh. Nhưng mà vạn bối không muốn chết, vạn bối còn trẻ, vạn bối mới chỉ có 16 tuổi thôi. Cho nên kính xin Ninh Tự Phàm, Chu Huyền Tích đại nhân hãy cứu cái mạng nhỏ của vạn bối. Chỉ cần ra mặt đính chính một chút là có thể giải quyết nguy cơ cho vạn bối rồi. Chu Huyền Tích xem xong, mặt không chút thay đổi, cất ngọc giản vào trong túi. Ninh Tự Phàm lại không thể ngồi yên, lão vụng trộm tìm đến Chu Huyền Tích, trước tiên nói đồng nói tây một hồi, sau đó mới đi vào vấn đề chính. Chu đại nhân, ngài nói xem mong vị hắn hiểu biết được nhiều ít về hành động của chúng ta ở Vương Đỉnh Ma Viên. Chu Huyền Tích nói, mong vị là tu sĩ nguyên anh, trên phương diện tu vi, chiến lực đều vượt xa chúng ta. Trước khi hành động, ta đã cố ý chào hỏi hắn trước, chính là muốn để hắn trở thành một con đường lui của chúng ta. Với thủ đoạn của hắn, chắc chắn vẫn luôn chú ý tới hành động của chúng ta ở bên trong Hỏa Thị Sơn. Chỉ là chú ý đến một mức độ nào, ta thực sự cũng không rõ lắm. Chu Huyền Tích nói ra một tràng dài vô nghĩa. Gã cũng có nỗi khổ tâm riêng, cũng không thể nói thẳng với Ninh Tiểu Phàm rằng mong vị rõ như lòng bàn tay đối với chuyện xảy ra trên người của ngươi chứ. Nói như vậy chẳng phải càng tăng thêm áp lực tâm lý cho đối phương hay sao? Ninh Tiểu Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi cáo từ rời đi. Chu Huyền Tích không khỏi lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Giao phòng trong chính đạo đương nhiên khác với ma đạo, quả nhiên là có một phong cách riêng. Xoay quanh lời đồn đại đang lan truyền, ta đã giao phòng với phủ thành chủ một vòng, phí tư quả nhiên vô cùng lợi hại. Hai làn sóng tin đồn đã khiến trận tuyến của chúng ta lung lay. Bây giờ lại có một tu sĩ đi thẳng đến cửa sân trạch viện của Ninh Chuyết. Hành động của gã lập tức thu hút sự chú ý của đám hộ vệ. Dừng lại, người đến là ai? Tu sĩ trúc cơ hậu vệ của Ninh gia lập tức lên tiếng ngăn cản. Ánh mắt của Chu Huyền Tích và Ninh Tự Phàm cũng âm thầm khóa chặt trên thân người này. Người đến lập tức chắp tay, thái độ khách khí. Tại hạ Tô Mặc, xin mạo muội làm phiền hai vị tiền bối trúc cơ. Tại hạ chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng dưới chót, dựa vào chút tài mọn chế phù kiếm sống mà thôi. Gần đây mới đến Hòa Thị Tiên Thành, nghe nói Ninh gia là đại sư chế phù, mà Ninh Chuyết công tử là nhân vật kiệt xuất, là một thiếu niên thiên tài trong số những tu sĩ luyện khí kỳ của Ninh gia. Cho nên tại hạ muốn đến bái phòng, muốn luận bàn một chút về tạo nghệ chế phù với quý công tử. Hai tên tu sĩ trúc cơ đưa mắt liếc nhìn nhau, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lại đến vào lúc này. Người cũng thật là biết chọn thời điểm, nói thẳng ra không được hay sao?
Người không phải là vì tin đồn về chân kinh ma đạo cho nên mới chạy đến đây chứ? Tô Mặc khẽ mỉm cười. Hai vị, hiện tại chính là đêm khuya, vạn bối đến đúng vào lúc muộn đấy chứ. Vạn bối không rõ tin đồn gì, vạn bối chỉ biết lần này đến đây là muốn khiêu chiến Ninh Chuyết. Nếu như quý công tử Ninh gia không dám ứng chiến, chẳng phải là làm mất danh tiếng đại sư chế phù của gia tộc này hay sao? Hai tên tu sĩ trúc cơ kia lại càng thêm chán ghét. Nhưng vấn đề này cũng không thể tùy tiện đuổi đi, cần phải xử lý một cách ổn thỏa. Được rồi, người cứ chờ ở đây, để ta vào bẩm báo. Chương 127, vì đại cục. Tô Mặc sao? Đến nhà muộn như vậy là muốn chủ động luận bàn cùng với ta? Nhất định là thích khách, không gặp. Ninh Chuyết nghe xong tu sĩ trúc cơ hộ vệ bẩm báo, lập tức lắc đầu, đuổi hắn đi. Thái độ của hắn rất dứt khoát, cũng rất kiên quyết. Tên tu sĩ trúc cơ hộ vệ lộ ra vẻ mặt do dự. Ninh Chuyết thiếu gia, nếu người làm như vậy chỉ sợ. Sợ cái gì? Tên hộ vệ kia tiếp tục nói. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng. Tên Tô Mặc này tự xưng là tu sĩ tầng lớp dưới chót, nếu ngay cả kẻ khiêu chiến như vậy mà ngài cũng không dám đối mặt, nếu chuyện như thế này truyền ra ngoài, ngoại nhân sẽ nghĩ về thiếu gia thế nào đây? Ninh Chuyết lập tức cười lạnh. Lời của ngươi nói ta chẳng lẽ không biết sao? Đối phương chỉ là sợ nghe được tin lời đồn cho nên cố ý đến dò xét ta, phía sau hắn nhất định có kẻ khác xúi giục. Nói không chừng đây không phải là dò xét mà chính là ám sát. Thanh danh quan trọng như cái mạng nhỏ của ta càng thêm trọng yếu. Ta là từ tầng lớp dưới chót trèo lên. Ngươi xem, người khác chán ghét việc kinh doanh bẩn thỉu ở chợ đen, thế nhưng ta thì không, ta là người rất thực tế. Lời này vừa dứt, Ninh Chuyết lại nói. Thế nhưng lời ngươi nhắc nhở cũng không phải là không có lý. Như vậy đi, ngươi hãy mời tên Tô Mặc kia đến sân viện, dùng món ngon mỹ tiểu để tiếp đại hắn. Ngươi cứ nói với hắn thế này: thời gian gần đây phong thanh bất thường, tình thế kỳ quái, có kẻ tung tin đồn nhảm nhí về ta. Ta sẽ ghi nhớ lời khiêu chiến, yêu cầu luận bàn, chờ tương lai có thời gian sẽ tiến hành. Trong khoảng thời gian gần nhất này, ta chắc chắn sẽ rú rú trong nhà, không dễ dàng ra tay đâu. Tình hình không ổn, tình hình không ổn đấy. Rất có thể sẽ có người đến ám sát ta, coi ta là kẻ ngốc sao? Ta sẽ không dễ dàng cho thích khách cơ hội đâu. À, ngày mai ta sẽ chuyển về trong tộc địa ở. Ninh Chuyết liên tục phát ra từng tiếng cười lạnh. Thuộc hạ minh bạch, xin cáo lui đi làm ngay. Tên hộ vệ trúc cơ kia lùi xuống. Ninh Chuyết giải thích một phen đã thuyết phục được y. Thế nhưng những lời này của hắn kỳ thật không phải là nói cho gia hỏa này nghe, mà là để cho người khác nghe. Chu Huyền Tích, Ninh Tiểu Phàm nghe được kế hoạch an bài của Ninh Chuyết, lông mày đều không tự chủ được mà nhíu lại. Bọn họ muốn dùng hắn là mồi nhử, dụ phụ thành chủ ra tay ám sát, từ đó phạm phải sai lầm. Nhưng bản thân Ninh Chuyết cũng đã ý thức được tình hình không ổn, đã muốn rút lui. Như vậy thì không thể được, Chu Huyền Tích thầm nghĩ. Ninh Tiểu Phàm thì nhíu mày. Truyền vào tộc địa ở thì sẽ không bị ám sát sao? Suy nghĩ thật quá ngây thơ. Lão không muốn nhìn thấy Ninh Chuyết hành động như vậy. Mặc dù đối với lão mà nói, Ninh Chuyết truyền vào tộc địa đích xác sẽ an toàn hơn nơi này rất nhiều. Nếu như phủ thành chủ thật sự muốn ám sát thì chỗ tộc địa nhỏ nhỏ kia làm sao có thể ngăn cản được thích khách chứ? Ninh Chuyết đến trong tộc địa ngược lại sẽ khiến cho thương vong càng thêm lớn. Sau khi hành động ám sát xảy ra, những tộc nhân khác của Ninh gia rất có thể sẽ bị liên lụy. Chu Huyền Tích bèn truyền âm cho Ninh Tiểu Phàm. Ninh huynh, xin người hãy sắp xếp một chút. Ninh Chuyết dù sao cũng là tôn tử của Ninh gia, chuyện như vậy vị thần bộ đại nhân này cũng không tiện ra mặt. Ninh Tiểu Phàm ra mặt khuyên nhủ là danh ngôn chính thuận nhất. Thế cho nên vị lão tổ Ninh gia này bèn truyền âm cho Ninh Chuyết. Lão tổ, lão tổ tông. Ninh Chuyết nghe được tiếng của lão lập tức mừng rỡ, vội vàng kêu lên. Lão tổ, xin ngài hãy ra tay cứu vãn bối, ân cứu mạng của ngài vãn bối tuyệt đối sẽ cả đời không quên. Ninh Tiểu Phàm lại nói với Ninh Chuyết đừng sợ, lão cũng đã đến phụ cận ẩn đắp trong bóng tối để bảo vệ hắn, đồng thời để cho hắn dũng cảm nghênh chiến. Cho dù tên Tô Mặc này chính là thích khách, lão phù cũng sẽ bảo vệ tính mạng cho người. Ninh Tiểu Phàm nói như vậy. Ninh Chuyết nghe được lời này lại rụt cổ. Lão tổ, vạn bối không muốn đâu. Hắn sờ sờ cái đầu thật to của mình, bỗng nhiên lại lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Chờ một chút, chẳng lẽ... Lão tổ, chẳng lẽ là do ngài tung ra lời đồn nói vạn bối đã lấy được chân kinh ma môn, người âm thầm bảo vệ vạn bối lại cho phép vạn bối nghênh chiến, đây không phải là rõ ràng muốn lấy vạn bối làm mồi nhử sao? Ngài muốn đối phó với ai vậy?
Ninh Tiểu Phàm ho khan một tiếng. Là ai thì người không cần phải hỏi. Nếu thật sự nói cho Ninh Tuyết biết kẻ bọn họ muốn đối phó lần này chính là phụ thành chủ, chẳng phải là sẽ dọa cho hắn sợ chết khiếp hay sao? Thế cho nên Ninh Tiểu Phàm cũng không trực tiếp trả lời, mà là lảng sang một chuyện khác. Ninh Tuyết đương nhiên không phải là kẻ ngốc. Vạn bối không làm, vạn bối không làm đâu. Việc này quá nguy hiểm, lỡ như sơ sẩy một chút, cái mạng nhỏ của vạn bối sẽ khó giữ. Lão tổ, cánh tay nhỏ bắp chân yếu của vạn bối không chịu nổi đâu. Thấy Ninh Tuyết không chịu phối hợp như vậy, Ninh Tiểu Phàm cũng nhịn được mà hừ một tiếng. Ai ngờ tiếng hừ này không những không dọa được tiểu tử kia, ngược lại còn kích phát tính phản nghịch của hắn. Lão tổ, ngài không thể như vậy được. Lão tổ, mặc dù vạn bối là tộc nhân Chi Mạch, nhưng Chi Mạch cũng là người, cũng là họ Ninh mà. Ngài không thể đối xử bất công với vạn bối như vậy được. Lão tổ, lão tổ, nếu như ngài nhẫn tâm làm như vậy, thật sự là quá khiến người ta lạnh tâm. Ninh Tiểu Phàm bị đối phương nói như vậy, nhất thời cảm thấy mình bỗng nhiên trở thành người lớn tuổi thiên vị, vô cùng hồ đồ. Vị lão tổ Ninh gia lại lạnh lùng nói: tiểu tử ngươi cũng đừng có kêu loạn nữa. Ta nói cho ngươi biết, cho dù là tộc trưởng chủ mạch đứng ở vị trí của ngươi bây giờ, cũng phải làm như vậy mà thôi. Đây là vì đại cục. Ngươi đứng ở vị trí này, thế cuộc đã còn nhắc nhở ngươi, ngươi phải vì đại cục. Hai từ à. Ninh Tuyết cố gắng ngửa cổ lên. Không, vạn bối không làm. Lão tổ, xin ngài đừng ép vạn bối. Nào có lão tổ bức bách vạn bối nhà mình đi chịu chết như vậy chứ. Nếu như ngài còn ép vạn bối, ta sẽ quỳ ở trước tư đường, ôm lấy bài vị của phụ thân, của gia gia ngài mà khóc. Vạn bối sẽ đi cáo trạng, sẽ chuyển đến tư đường sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ đều ở đó. Ninh Tiểu Phàm không biết nói gì. Lão ta nhất thời có chút sững sờ. Nói thật, vị lão tổ này còn chưa từng gặp phải một tên vạn bối nào trong tộc như vậy, thật quá là vô lễ. Lão đang muốn ra tay giáo huấn Ninh Tuyết một phen, nhưng lại bị Chu Huyền Thích ngăn cản. Thần bộ đại nhân nói: hiện tại vẫn cần đứa nhỏ này phối hợp cùng với chúng ta, đại cục làm trọng, tạm thời ổn định tâm lý của hắn mới là thượng sách. Ninh Tiểu Phàm nhất thời nhíu mày. Chu Huyền Thích lại nói: Ninh Tuyết là tiểu bối của nhà các ngươi, ngươi còn không hiểu nó sao? Ta chỉ hơi nhắc nhở ngươi một chút. Hắn xuất thân từ Chi Mạch, từ nhỏ đã bị đối xử hà khắc. Mặc dù được đi học đường, được bồi dưỡng, nhưng vẫn luôn tích lũy tạo nghệ cơ quan thuật, chưa từng bộc lộ tài năng. Nói cách khác, hắn không được coi trọng ở học đường. Cũng chính là vào khoảng thời gian tiên cung xuất thế, tạo nghệ cơ quan thuật của hắn mới đạt tới trình độ tích lũy đủ để bộc phát. Cũng trong khoảng thời gian gần đây, hắn mới phát hiện ra bản thân mình có thiên tư. Thiếu niên không nhận được tình yêu thương của họ hàng ruột thịt, tự mình sinh tồn 16 năm mới trưởng thành tới như vậy. Ngươi đừng mong chờ nó sẽ hiếu kính trưởng bối. Cao tầng của Ninh gia từ trong xương cốt. Ngươi đừng quên, trước đó không lâu nó còn kéo thiếu tộc trưởng nhà các ngươi xuống ngựa. Mà cho đến bây giờ, vị thiếu tộc trưởng trước kia của các ngươi vẫn còn bị nhốt trong tư lao của gia tộc đúng không? Lông mày của Ninh Tiểu Phàm càng nhíu chặt hơn. Vậy ý của Chu đại nhân là... Chu Huyền Tích chỉ mỉm cười chứ không đáp. Lão tổ của Ninh gia cảm thấy rất không thoải mái. Làm sao vậy? Lão đường đường là tu sĩ kim đan của Ninh gia, là lão tổ của gia tộc, còn phải nhường nhịn một vạn bối trong tộc sao? Thật là đảo lộn thiên địa. Nhưng Chu Huyền Tích nói cũng không sai, mọi chuyện đều phải lấy đại cục làm trọng. Đại cục hiện tại là cái gì? Chính là dụ phụ thành chủ phạm phải sai lầm, phái người đến ám sát Ninh Tuyết. Chỉ khi nắm được nhược điểm của đối phương, bọn họ mới có thể thuận thế chứng minh, vạch trần tội danh phụ thành chủ, phái ma tù bóng đèn đánh đổ tiên cung, nuôi khấu tự trọng mà thôi. Một khi đại tội được chứng thực, Vương Thất Nam Đậu liền có thể danh chính ngôn thuận ra tay, lật đổ toàn bộ cục diện của Hòa Thị Tiên Thành. Đến lúc đó Chu Huyền Tích không cần làm gì cả, được trực tiếp tiến cử trở thành cung chủ tiên cung. Ninh Tiểu Phàm không khỏi lâm vào trầm mặc. Hiện tại nếu như Ninh Tuyết buông tay, không tiếp tục giả vờ, như vậy rất dễ bị Phí Tứ phát hiện ra sơ hở, trong lòng sinh cảnh giác, còn nói gì đến ám sát. Cho nên Chu Huyền Tích nó không sai. Trước tiên phải ổn định tâm lý cho Ninh Tuyết, phải thuyết phục hắn phối hợp với bọn họ. Đương nhiên các vị lão tổ kim đan cũng không phải là không có thủ đoạn. Ví dụ như một số pháp thuật có thể khống chế Ninh Tuyết, giống như điều khiển mộc ngẫu khôi lỗi vậy. Nhưng làm như vậy thì rất không tốt. Một mặt bọn họ đều là tu sĩ chính đạo, đều là người có phòng cốt, đường đường là tiền bối, hơn nữa tổng cộng 6 người, thế mà lại đi khi dễ một tiểu bối tu vi luyện khí kỳ, thật sự là không thể nào nói nổi nữa. Đặc biệt là Ninh Tiểu Phàm, thân là lão tổ Ninh gia,
vốn nên che chở cho tộc nhân nhỏ yếu, kết quả lại đi câu kết với năm tu sĩ kim đan khác, khi dễ khống chế vạn bối của mình, thật sự quá là mất mặt. Mặt khác, Ninh Chuất cần phải duy trì trạng thái bình thường, chỉ khi hắn nguyện ý phối hợp với mình thì mới có thể lừa gạt được Phí Tư ở mức độ lớn nhất. Những thủ đoạn khống chế cưỡng ép mà các vị lão tổ có thể sử dụng sẽ rất dễ dàng để lại manh mối, hoặc là khó che giấu dị trạng. Nếu để cho Phí Tư nhanh chóng phát hiện ra... Lão tổ, ngài còn đó hay không? Ninh Chuyết thấy Ninh Tiểu Phàm im lặng không đáp, vội vàng nhỏ giọng gọi, ta ở đây. Ninh Tiểu Phàm bị chọc giận mà cười lên, tiểu tử thối như người thật sự là muốn ăn đòn. Lão phù ở đây nói cho người biết, người không thể trốn tránh được, ngoan ngoãn ở lại đây cho lão phù, chờ người ta đến ám sát. Có lão phù, người không chết được đâu. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Người muốn cái gì thì cứ nói ra để cho lão phù xem thử, có thể ban thưởng luôn cho người hay không. Chắc chắn sẽ không để người phải mạo hiểm vô ích. Ninh Chuất cười khổ, đặt mông ngồi xuống trên ghế, sắc mặt quán vô cùng khó coi. Thật sự là không thể chạy sao, lão tổ? Ngữ khí của Ninh Tiểu Phàm trầm xuống. Không thể. Được rồi, nhanh nói ra yêu cầu của ngươi đi. Ninh Tiểu Phàm đã mất kiên nhẫn. Lão đường đường là tu sĩ kim đan, còn Ninh Chuyết chỉ là tiểu bối luyện khí nho nhỏ, cho ra thái độ như vậy đã là cực kỳ nể mặt rồi. Vâng. Ninh Chuyết lập tức cắn răng. Lão tổ, vạn bối muốn kế thừa toàn bộ gia tộc, vạn bối muốn làm tộc trưởng. Ninh Tiểu Phàm choáng váng. Lão tổ. Ninh Chuyết lại mở miệng gọi. Ninh Tiểu Phàm lần thứ hai bị hắn chọc cho cười lên. Người chỉ là một tên tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ, vậy mà dã tâm lớn như vậy, muốn nhúng tay vào vị trí tộc trưởng sao? Ninh Chuyết vội vàng nói, lão tổ, làm tộc trưởng oai phong biết bao nhiêu, vạn bối chính là đang muốn như vậy. Đặc biệt Ninh gia chúng ta hiện tại, đám người chủ mạch kia suốt ngày nhìn chi mạch chúng ta không vừa mắt, luôn tìm biện pháp để chèn ép chúng ta từ mọi phương diện. Cuộc sống của chi mạch chúng ta rất khổ sở. Nếu không, vạn bối cũng sẽ không dẫn theo một đám người đến chợ đen lăn lộn kiếm sống. Lão tổ. Ninh Tiểu Phàm nghe xong lại rơi vào trầm mặc một lần nữa. Lão cũng không phải là không biết tình huống hiện tại của Ninh gia, cũng minh bạch những lời của Ninh Chuyết nói không hề sai. Nhưng vị lão tổ Ninh gia này rất khó ra tay với chủ mạch. Chủ mạch cũng là huyết mạch của Ninh gia, cũng là hậu duệ trực hệ của một vị lão tổ khác của gia tộc này. Ninh Tiểu Phàm đã đáp ứng với hảo bằng hữu của mình sẽ chăm sóc tốt cho đám hậu bối của y. Hết chương 228. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.